khoảng 13 giờ 45 phút ngày 20 tháng 1, tại km 26 trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây, xảy ra vụ va chạm giữa một ô tô 7 chỗ và hai xe đầu kéo, kéo theo rơ móc. Tại hiện trường, xe đầu kéo 51D64875 nằm phía trước cách xe ô tô 7 chỗ khoảng 2m, còn xe đầu kéo 86R00858, phần đầu dính chặt phần phía sau đuôi xe ô tô 7 chỗ và hư hỏng nặng. Cùng ngày, vào lúc 13 giờ 20 phút trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tại km 27+980, xã Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, xe giường nằm 29 chỗ chạy trên cao tốc theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây, bất ngờ tông vào đuôi xe ô tô tải phía trước, rồi chắn ngang đường. Xe container từ phía sau lao tới cũng tông vào ô tô khách, tạo thành chuỗi tai nạn liên hoàn. Cú tông mạnh khiến đầu xe giường nằm bị hư hỏng, nhiều kính cửa sổ bị vỡ nát. Hai vụ tai nạn trên khiến giao thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh bị kẹt xe kéo dài trong nhiều giờ vào chiều ngày 20 tháng 1. Hai vụ tai nạn liên tiếp làm giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ùn tắc kéo dài nhiều km. Nhiều phương tiện đổ dồn xuống tuyến quốc lộ 1, khiến lưu lượng giao thông trên tuyến đường này cũng tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm và ùn ứ ở một số nút giao qua địa bàn tỉnh Long An. Đến hơn 16 giờ, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Cục Cảnh sát Giao thông, vẫn còn phối hợp các ngành chức năng điều tiết giao thông đồng thời điều tra làm rõ các vụ tai nạn trên.